Đây nè mọi người, được một thao bông lục bình rồi nè mọi người. Bây giờ mình đi về nha. Rồi mình hái bông lục bình về nè mọi người. Rồi sáng đi chợ có mua cá với bạch tuộc rồi, với miếng thịt ba rọi, lát mình bỏ vô mình nấu lẩu mắm nha. Cá này là cá hú nè mọi người. Không biết sao mà người ta nấu lẩu mắm người ta hay nấu cá hú á. Chắc nó ngon, nó béo hay sao. Với thịt ba rọi. Còn cái này mình mua thêm vô. Mọi người muốn ăn thêm cái gì thì mua thêm vô. Ví dụ như tôm hay gì đó. Rồi sau khi rửa sạch sắc miếng vừa ăn rồi, bây giờ mình sẽ đem đi mình nấu nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt bếp lên mình đi nấu cái phần mắm nha mọi người. Mắm mình sử dụng là này là mắm cá sặc nè. Mình sẽ pha trộn mắm cá sặc với mắm cá linh mình nấu chung chung nha. Đây mắm cá sặc nè. Còn đây là hũ mắm cá linh nè mọi người. Hai hũ này mình là cỡ 2 kg, mình mua nó có bán có trăm mấy à mọi người. Rẻ. Rồi như đây được rồi nha. Mình nấu cho nó sôi lên nha mọi người. Rồi trong thời gian đó thì mình đi sắc rau củ nè. Mình sử dụng cà tím nè, ổi qua nè, đậu bắp nè, sử dụng 3 thứ. Rồi sau khi cái mắm nó sôi rồi mọi người, bây giờ mình để cho nó qua đây đi. Giờ mình bắt bếp lên mình đi nấu, bắt đầu nấu lẩu mắm rồi nha. Mắm kho nha. Mắm kho thì mình nấu ít nước thôi, còn lẩu mắm thì mình nấu nhiều, mình nêm lạc lại tí để mình ăn rau. Vậy thôi mọi người. Mình sẽ cho vào một ít dầu ăn nha, rồi mình phi cái phần sả nè. Phần sả với phần hành tím mình phi thơm lên nha. Rồi bắt đầu mình cho phần thịt vào nha mọi người. Cho phần thịt vào mình xào cho nó săn lại. Yeah.
Rồi bây giờ mình sẽ cho vào miếng nước nha. Bây giờ miếng nước để khác. Rồi tiếp đến mình sẽ cho cái phần mắm này vào nha mọi người. Mình sẽ lược cái xương ra nha. Nãy giờ nó, mắm nó đã coi như là nó đã nha, nó còn xương không à mọi người. Cho vào miếng nước nữa nha, nhiều quá lát đầy nồi đó mọi người. Thôi cái này được rồi mọi người, rồi mình đậy nắp lại mình nấu cho nó sôi lên nha. Rồi nó sôi lên rồi nè mọi người, bây giờ mình hớt bọt mình bỏ nha. Vớt cái bọt bỏ cho nó cái nồi nước của mình nó trong rồi. Rồi mình sẽ nêm vào một tí bột ngọt nha. Một chút đường. Mắm kho thì cho đường nhiều nhiều một tí mọi người. Đừng có cho muối nha, cho muối là khỏi ăn. Cho một miếng hạt nêm mặn sẵn rồi cho muối vào là khỏi ăn đó nha mọi người. Hồi nãy mình quên, hồi nãy mình tính nấu dạng như là mình sắt hết luôn, thịt cá mình sắt hết rồi nhưng mà mình nấu ít thôi. Còn hồi nãy tự nhiên đổ vô quá trời luôn. Rồi bắt đầu mình cho cá vào nha. Quá trời thịt. Bây giờ mình bỏ hết vào thì cái nồi nó chịu không nổi mọi người. Còn ổ qua cà tím nữa. Mình thử mình bỏ ổ qua này, ổ qua nó lâu chín mình bỏ ổ qua vào nha. Nãy lấy cái nồi bự quá mọi người. Lỡ rồi mọi người, trường chi hai khứa cho vô luôn kệ nó. Rồi mình nấu cho nó chín cái phần cá nha. Rồi mình sẽ cho cái phần cà tím với đậu bắp vào nhau luôn nha mọi người. Quá trời cái nồi. Một lát mình ăn mình sẽ múc ra cái nồi khác nha. Rồi, đây là phần bạch tuộc này mình cho vào luôn nha. Bạch tuộc thì nó cũng mau chín. Cho vào trước thì một lát nó sẽ bị teo á mọi người. Rồi bây giờ mình nấu sôi lên cái nữa rồi mình tắt bếp nha. Rồi xong rồi nè mọi người. Bây giờ mời mọi người ăn chung với mình luôn nha. Mình ăn trên cái bếp còn cho nó nóng nha mọi người. Sôi quá. Mình sẽ làm miếng miếng thịt trước nha.
Cà tím. Bông lục bình này mình ăn sống cũng được nha mọi người. Mình bóp gỏi hay là nọ, hay là chấm với cá kho, thịt kho gì cũng được nha. Làm thử cái bông ra lâu quá không ăn. Coi cái mùi vị cái, nó ra làm sao. Mềm lắm. Ngon lắm mọi người. Cái cọng thì giòn giòn. Làm miếng cá nha. Đúng không? Cái bếp cồn này nó giảm lại không được mọi người. Thôi bây giờ mình thì bây giờ mình ăn đại đi. Tính lấy cái bếp cồn ra mà. Đây. Bạch tuộc nãy giờ nó teo héo lại luôn nè. Mời mọi người con bạch tuộc nha. Cái nước lẩu vừa ăn luôn mọi người. Hồi nãy mình nêm đường nó cũng nói chung là cũng ở trong mắm á, lúc nào nó cũng có đường với muối nhiều trong á, nên là mình ăn mình cho ít lại một chút nha. Muối thì không cho rồi, nhưng mà đường á thì mình tùy theo khẩu phần của người ăn thôi. Khẩu vị á mình ăn ít, mình ít ăn ngọt lắm, nên mình cho chừng muỗng hay muỗng à. Đừng có cho vô như chè nha mọi người. Thấy mấy người cho vô không nổi luôn. Nay ngồi dưới gốc khế mọi người, kiến vàng nó rớt rớt xuống nó quấn, nó cắn nè. Cái này hình như ăn sống nó có thể nó sẽ ngon hơn luôn rồi. Nó giòn.
nó bị hư cái à. Ăn đại mua à, quên mình sao mình không biết gấp ra cho nguội ta. Mắm kho này mọi người muốn cho cái gì thì cho nha, tôm mực à, này cá nọ gì cũng được, chứ không phải nhất thiết là cá hú không. Còn cái lẩu mắm á, mình thấy người ta cho nhiều tôm mực rồi chả rồi gì nữa ta, chả cá rồi nọ đó, ăn với bún đó là kêu là bún mắm. Còn à, mình nấu kiểu mà để mình ăn cơm nha. Mắm kho ăn cơm. Nhúng vô nó sẽ ngon hơn. Cá nè mọi người. Béo. Lâu lâu ăn lại ngon luôn à. Giờ trà nóng quá vậy nói. Nói chung là lâu dữ lắm rồi. Mọi người để ý đi, mấy cái món mà hồi xưa mình khổ quá mình ăn á, bây giờ kiếm lại là người ta bán cái giá rất là đắt nha. Rau này rau nọ đâu đó, cũng như rau chóc á, ở đây bây giờ là hết luôn rồi nha mọi người, làm như nó tuyệt chủng luôn á, không biết dùng nào còn, chứ ví dụ đây là rau chóc không còn nha. Lục bình này thì nhiều mọi người. Ở mùa nước mặn thì ở ngoài sông nó hết, nhưng mà ở trong trong kinh thì nó còn. Rồi mọi người con bạch tuộc nha. Cái này là nguyên con mọi người.
bạch tuộc nó dai, nấu nãy giờ hơi lâu á. Nó không có bị mặn, mình húp được là biết nó không bị mặn. Như vậy mình cho thêm miếng nước nữa vào là mình đã trụng với bún ăn được rồi đó mọi người, làm lẩu mắm ăn được rồi đó. Làm cộng lục bình nữa mọi người, quá ngon. Lục bình chấm mắm kho cũng ngon. Chấm cá kho, thịt kho cũng ngon. Rồi thôi mình xin kết thúc clip nha mọi người. Hẹn mọi người lại clip sau nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi mình nha. Nhớ cho mình một lượt đăng ký kênh. Xin cảm ơn mọi người.